Em mình xin chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ vẽ bốn ngón cho cô khách này nha các bạn. Đó, bây giờ em mình sẽ dùng màu cam này vẽ một phần của cái móng ở góc bên đây. Và cùng với cái màu cam em mình sơn út cho cô khách luôn. Các bạn thấy mỗi một ngón mình đem một miếng màu cam nha. Rồi bây giờ mình cho hơ nè, tại vì màu keo đó các bạn. Khi mà trở qua tay bên đây thì em mình cũng vẽ một ít màu cam luôn. Sorry các bạn nha, tại em mày canh cái máy nó bị trật qua không thấy, tại em mày đặt máy quay đó các bạn, chứ không có người cầm máy giùm. Rồi bên đây cũng vậy, em mày đi màu cam một góc nè. Rồi mình trở lại cho hơi tay bên đây. Cái bước kế tiếp là mình sẽ làm tiếp cái tay bên đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi màu xanh nè, xanh đậm nè. Đó, em mày sẽ lấy cọ giả lai luôn đó, mình sơn một góc màu xanh đậm bên đó. Rồi cái ngón tỏ bên đây cũng vậy đó, xanh đậm ít đó nha các bạn. Rồi sau đó mình cũng sẽ cho hơ lại tất cả những màu em bị vẽ, đa số là màu treo không luôn các bạn, cho hợp với cái màu mà cô khách sơn á. Nhiều khi mấy cổ là thích sơn theo tông lắm các bạn, thấy cái ngón út sơn cái màu cam lại mì cũng dùng cái màu cam vẽ. Cái màu xanh thì mình thêm đây, nhưng mà phải có màu cam để nó mát chứ cái ngón còn lại nha các bạn. Rồi em đều đi một nước một nha các bạn, mình không cần đi lại hai nước thì mình vẽ nó đã đều rồi. Cái bước kế tiếp này em sẽ vẽ lên cái nền nè. Em đi một miếng màu cam với màu xanh xong, mình cũng dùng luôn cái cọ giả lai, nó có nhiều chức năng đó các bạn. Em gọi là cái cọ thần thánh của em đó. Rồi bây giờ em sẽ rửa cọ sạch xong, em sẽ dùng cái cọ này em lấy màu đen nè. Em sẽ vẽ một nhánh lá màu đen nha. Trước tiên là mình đi cái sóng to trước. Đó, bây giờ em vẽ màu đen từng cái lá nhỏ nha. Cái mẫu này thì các bạn biết nó đã thông thường lắm, nhiều mùa nay rồi chứ không phải mới đây. Rồi em bắt đầu đặt lá đi nè. Em không có đặt sát nha các bạn. Tay em kéo lại lên. Đó, mình kéo cái góc đó lên. Rồi mình cứ đi xuống xuống dần. Càng xuống dưới thì càng xuống sát cái góc thì cái lá mình đi hay nhỏ lại tí xíu nha các bạn. Đó, cái lá bắt đầu nhỏ lại rồi. Rồi bây giờ bên đây cũng vậy. Mình đi một cái sóng lá trước, sau đó mình sẽ vẽ những cái lá nó đi theo cái đường tâm của cái sóng đó. Ai mình vẽ cho cái lá nó không có đụng cái thân nha. Sau đó mình kéo cái đầu nhọn xong rồi mình mới kéo lại cái đầu trong cho nó đụng cái thân, các bạn thấy không? Đó, ai mình mới nhích lại cho đụng cái thân. Đây mình còn để khoảng trống nhỏ đó. Cái mình kéo cái cọ bên trong. Rồi cái mẫu vẽ này rất là đơn giản nhưng mà nó cũng rất là thịnh hành đó các bạn. Nó cũng lâu rồi, nó mấy năm nay rồi chứ không phải mới đây. Nhưng mà thỉnh thoảng có những cô khách lại vẫn đòi vẽ cái mẫu này. Bây giờ làm nail này đã khác xưa nhiều rồi các bạn thấy không? Toàn là khách đem mẫu lại tiệm rồi hỏi mình có cái vẽ được không? Không biết tiệm mấy bạn làm sao chứ tiệm em mì lại là bây giờ đa số phần đông là 10 cô khách là đem phone lại hết 9 cơ rồi đó. Là có hình, có mẫu sẵn, có màu sẵn luôn. Trước tiên cái câu đầu tiên hồi nào mấy cổ cũng lại, nhất là những cô khách lạ đó các bạn, là hỏi cái mẫu này tiệm mình vẽ được không? Nếu mà vẽ được họ mới làm. Bây giờ làm nail mà mình biết vẽ mà rành chút xíu là cũng là lợi thế lắm các bạn. Mình kiếm thêm income cho bản thân mà kiếm thêm income cho tiệm nữa. Mà mình làm thợ mà mình biết vẽ rồi á, mình đi tiệm nào cũng dễ kiếm việc lắm. Bạn thấy xong mà tí xíu là mình xong một cái nhánh lá đó. Rồi cái màu đen này là em cũng xài màu đen keo nha các bạn, cái hiệu keo polish. Nhiều bạn hỏi em có màu đen chứ có màu trắng cho lắm, em chỉ xài một loại này từ đó tới giờ không. Các bạn thấy mình vẽ nhanh lát cũng rất là nhanh, cũng không có tốn nhiều thời gian. Em làm cô khách này là vẽ bốn ngón đó các bạn, mình chỉ mất vài phút là mình đã xong bốn ngón rồi.
Rồi bây giờ mình bỏ vô cho hơi nha. Xong cái mẫu đơn giản nha các bạn. Nếu mà cái mẫu này mình được móng tay dài mình vẽ thì nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà cô này thì móng cũng ngắn thôi, chứ không có dài cho mấy. Thì mình sẽ canh mình vẽ lại cái đường lá cho nó nhỏ lại một chút. Rồi đó, bốn ngón em mì hoàn thành rồi đó các bạn. Bây giờ lại em mì chuẩn bị bỏ nước bóng nha cô khách này.